Minh ơi, lấy cái ghế vô Minh ơi. Minh ơi. Ok. Lấy ghế cao vô máy nha. Để giải đèn mình làm chút xíu nữa. Tụi bay làm bao nhiêu chuyện ác, tao làm ma cũng không tha cho tụi bay đâu. Tiếp. Tụi bay là bao nhiêu chuyện ác. Ông chủ chửi bà Tiết nè, con nhóm phốt vậy, mày dám hại chết con tao. Mày dám hại chết con ai? Chủ chửi rồi. Con khốn nạn mà dám hại chết con tao. Anh Zalo, Zalo sợ, Zalo chạy lại giặt so chứ. Là em bay vô đúng không? Đúng rồi, bay vô là bà chịu càng. Khốn nạn mày dám giết chết con tao. Đây là mày dám hại, mày giết. Chủ dụng nhà vô quốc bà này. Chị là cản em hả? Chị là cản em. Là đăng chúng tôi hả? Không phải. Minh ơi, ok lấy ghế cao vô miếng đi, để đèn mình làm chút xíu nữa. Con đừng nghe lời hắn, anh sẽ làm nữa mà con. Mà Tuyết, tụi bay làm bao nhiêu chuyện ác, tao làm ma cũng không tha cho tụi bay đâu. Tiếp. Tụi bay là ma, tao cũng không tha. Tụi bay làm bao nhiêu là chuyện ác, tụi bay làm bao nhiêu là chuyện ác, tao làm ma cũng không tha cho tụi bay đâu. Chủ, đưa con dao cho Hương, cầm lấy, giết hết bài đứa đó. Giết hết bài đứa đó. Bà đứa nó thì biết chuyện của con giết Phương rồi. Thì biết chuyện của con giết một Phương rồi. Ra là mày giết một Phương. Thì ra là mày giết con Phương. Đúng vậy. Đúng vậy. Lúc tôi và bà ăn tối ở nhà hàng. Tôi nghe được cú điện thoại của bà con Phương rồi mới ra tay bắt cóc nó. Anh Quân á là người đã giết chết nó. Thế ông bắt cóc nó là muốn giết nó. Ông có biết nó là con ruột của ông không? Con ruột của ông không? Tan. Ngạc nha. Nói bậy bạ gì? Ai là con ruột của tôi? Con Phương là con ruột của ông đó. Con Phương là con ruột của ông đó. Con ruột bất ngờ. Ngày xưa tôi, ông chủ nói, ngày xưa tôi chỉ lợi dụng bà. Nên đều bắt bà uống thuốc. Ai giết mấy người? Quá thiêu để mình đầu mối dù giết thằng này. Quá thiêu để mình đầu mối dù giết thằng này. Nên mày đều nói. Tôi cũng cảm ơn bà. Điều đó bà đã cứu tôi. Tôi cũng cảm ơn bà. Điều đó là cứu tôi. Không, nếu không thì... chắc tôi cũng bị thằng Quân thiêu chết rồi. Tôi cũng bị thằng Quân thiêu chết rồi. Bà nhân hậu quá. Nên mới có kết cục hôm nay. Nói đi, nói đi, nói đi. Bắt thoại. Thằng Quân... Chúc chết bài à? Đây là một cái phân đoạn mà có thể nói là rớt phim. Mà một phân đoạn không hề ngắn chút nào cũng nói dài. Trước khi chết mà thôi chứ. Lòi nó đâu chịu đâu. Vỗ. Dạ, chạy thoại rồi. Điện thoại, mấy ơi.
Tất cả em làm, đừng chọn em làm giùm cái. Thank you.